Bạn còn biết cái trái này là trái gì không? Đây là trái cam ha. Đây là trái cam. Trái cam tiếng Quảng Đông gọi là chẳng ha. Ní tí hãy chẳng. Đây là trái cam. Rồi thì mình cũng mua vài trái thôi, rồi bỏ vô rửa. Đây là trái táo ha. Nó to thì là to lắm. Trái táo tiếng Quảng Đông gọi là gì nè? Gọi là phèn cỏ ha. Phèn cỏ là trái táo. Trái táo này nó bự thiệt là bự luôn đó các bạn ha. Thì mình mua hai trái ha, mình mua hai trái rồi đem để vô cái rổ một hồi rửa. Đây là trái gì? Nó giống như cái tóc của ông Phật vậy đó. Ông Phật gọi là gì? Ông Phật Thích Ca gọi là xích cá ha. Cho nên cái trái này người ta gọi là xích cá ha. Cái trái mãng cầu ha, cái trái mãng cầu này người ta gọi là xích cá. Rồi mình chỉ lưu ý cho các bạn như thế thôi ha. Thì hôm nay á các bạn, mình mua hai trái ha, mình mua hai trái ha. Thì bây giờ nó cũng còn sống cho nên á là vài bữa nữa mới ăn được. Thì chí lý hấp dẫn mà cả nhà mình đều thích ăn hết các bạn. Thì đây là cái gì? Mít. Mít tiếng Quảng Đông gọi là tài xùi bó lò hang. Thì cái món này không những mình thích ăn mà con gái mình cũng thích ăn ha. Thì cái món mít này là các bạn mua ở Hồng Kông thì rất là mắc tiền ha. Ví dụ như mình đi chợ thông thường á, một hộp như thế này á là cũng chừng ba mươi mấy đồng ha. Nhưng mà hôm nay á, các bạn không biết làm sao đó thì cái chỗ này nó bán rẻ. Nó bán là 20 đồng một hộp ha. Đây là 20 đồng một hộp. 20 đồng một hộp thì chúng ta gọi là dì sập mánh giác hộp. Bởi vì nó nằm trong cái hộp phải không nè. Dì sập mánh giác hộp. Mà đặc biệt đó là nếu mà chúng ta mua 3 hộp á các bạn, mua 3 hộp thì sẽ giảm giá 10 đồng. 3 hộp còn lại 50 đồng. Thì 6 hộp. 6 hộp. 5 sập mánh. Hoa hữu phèn. Cẩm na rẻ phải không nào? Thế cho nên đó mình đã mua 3 hộp đem về ăn hay các bạn. Bởi vì đó cái loại mít này nè, muốn mua ở Hồng Kông vẫn có nhưng mà giá tiền rất là mắc ha các bạn. Thì mít mít này thỉnh thoảng là nhập từ Việt Nam về, hay là nhập từ Việt Nam qua, hay là Thái Lan, hay là Indonesia, hay là Malaysia. Thì cái mít hôm nay nó nói là Malaysia, là mã loại sấy A ha các bạn. Các bạn thấy không? Ba hộp. Mình mua ba hộp luôn. Ba hộp là 50 đồng ha. Sám hộp, dắt hộp, lợn hộp. Sám hộp ha, ba hộp. Thì món này là động tác gì các bạn biết không nè? Động tác này là rửa nè ha. Rửa, rửa trái cây ha, rửa trái cây. Thì rửa cho sạch sẽ, cái gì cũng vậy, mua đem về thì phải rửa cho sạch sẽ các bạn. Mãi chứ về phán liền ra trời đất tiền vừa sẽ có chè xin kìa. Rồi thì mít các bạn mình cũng rửa ha, trước khi ăn thì cũng phải rửa sạch sẽ. Thì mình rửa hết ba hộp luôn, chắc là ăn một chút xíu là hết á. Bởi vì đó nhà mình á thì thích ăn mít ha, thích ăn mít. Rồi rửa cho nó sạch, cho nó an toàn ha các bạn. Nó về tố hầy mãi phán liền á, trời dư sảy con chàng ha, sảy con chàng. Đổ nước ra xong rồi đó mình bỏ vô tủ lạnh ha, bỏ vô tủ lạnh. Nhưng mà khí hậu hôm nay đó thì cũng rất là lạnh lẽo, có 90 độ à, cho nên nó bỏ vô tủ lạnh cũng được mà không bỏ vô tủ lạnh cũng được ha. Cảm nhận nè, hãy hướng còn cho hãy hữu tùng lá tài giờ cẩu tù chi sập tù chỏ dậu lá chầu ní tí tài xuyệt bó lò lá hỏi gì phong nhập xuyệt quầy.
hoa trẻ mình sảy tú tắc cả ha, bởi vì cái nhiệt độ cho phép. Rồi bây giờ mình cứ đem nó để trong tủ lạnh ha. Rồi đây là cái gì các bạn, đây là bổ xín chỉ ha, đây là cái giấy kiến để bao bọc thức ăn đó. Trước khi chúng ta bỏ vào tủ lạnh đó, thì chúng ta cần có nó ha, bao bọc lại để mà thức ăn nó không có nhập những cái mùi vị khác ha, cái mùi nào ra mùi đó. Rồi bây giờ mình bao lại rồi nè, bỏ vô tủ lạnh một chút là sẽ ăn, và ăn rất là nhanh ha, bởi vì cả nhà mình đều thích ăn cái món mít. Thì trái cây đó mình rửa sạch hết rồi các bạn, thì để dành ăn ha. Thì cái gì cũng vậy, khi mà chúng ta muốn nói chúng ta thích ăn cái gì đó là khởi đầu là ngọ hổ chúng di sự. Bây giờ tôi rất thích ăn tôi rất thích ăn mít. Ngọ hổ chúng di sự tài sự bó lò, ngọ hổ chúng di sự tài sự bó lò, tôi rất thích ăn mít. Rồi thí dụ như là mình nói mình không thích ăn cái gì đó thì là ngọ chúng di sự, khởi đầu cho cái không thích đó là chúng di, không thích ăn chúng di sự. Bây giờ nói tôi không thích ăn táo, tôi không thích ăn táo thì là ngọ chúng di sự thành cỏ, ngọ chúng di sự thành cỏ. Thì chúng di là thích, chúng di là không thích, thành cỏ là, thành cỏ là gì, là trái táo phải không nè. Rồi ngọ chúng di sự thành cỏ, tôi không thích ăn táo. Rồi bây giờ chúng ta nói tôi rất rất là thích ăn cái món này là trái mãng cầu ta, tôi rất rất thích ăn trái mãng cầu ta. Thì chúng ta nói lúc khóc chiếu khóc chúng di sực cái gì đó là mình rất cực kỳ thích ăn cái món đó. Ngọ chiếu khóc chúng di sực xích cá, ngọ chiếu khóc chúng di sực xích cá có nghĩa là tôi rất 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 là thích ăn trái mãng cầu. Cái trái mãng cầu ta này nè các bạn, thì hiện giờ nó còn sống ha, còn sống chứ là chưa chín. Chưa chín đó, người ta gọi là mì sục ha, mì sục là chưa chín. Thì mình đợi đến khi nào chín rồi mình mới ăn, chắc dài ba bữa nữa đó. Thì chín là sục, chưa chín là còn sống ha. Thì tẳng kỹ dạch có nghĩa là chờ đôi ba bữa, tẳng kỹ dạch ha. Tẳng kỹ dạch để làm gì? Sục chỏ xín xịt. Thì khi mà chúng ta muốn nói chín rồi mới ăn á, đợi cho nó chín rồi mới ăn thì sục chỏ xín xịt ha, sục chỏ xín xịt. Rồi thì đó là những cái từ ngữ rất là cần thiết trong cuộc sống ha. Mình cũng hy vọng là giúp được phần nào cho các bạn. Trân trọng và hẹn gặp lại. Bye bye.